Ok, vừa vào thì tụi mình đã bị mất một đống xương quá thật, nên là hơi buồn, nhưng mà thôi không sao các bạn, tụi mình đã chỉ sẽ tạo và lấy lại, và sau đó mình chế ra những cái máy và let's go. Hay thật đấy. Ơi ơi, làm cái gì gì rồi, chỉ được chế ra một cái rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái này nha mọi người. Chỉ được chế một con không, anh thích chế nhiều anh chế. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chế tạo cái máy tiếp theo, và cái máy tiếp theo thì chế rất đơn giản hơn mấy cái máy kia nhiều đấy. Máy này thì là máy DNA chip cho, máy này cũng khá là đơn giản nên chúng ta chế. Yeah, rồi mình bắt đầu chế tạo DNA của Allosaurus, ba cái DNA. Và tôi có trứng gà không con? Oh shit man, hấu tú hay thật đấy. Ok, 89 của trứng gà. Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục nhét công cụ ra mình ống nghiệm. Ok, khi nhét nó vào ống nghiệm mình sẽ chế ra quả trứng Allosaurus. Yeah, đây là con khủng long đầu tiên tụi mình sẽ phải ấp nó. Đây là con khủng long đấy. Bây giờ mình lấy lại đây. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái chuồng để mình nuôi nó nha. Lên thôi. Nhà có tụi mình thì ở túc ở dưới các bạn, nên là tụi mình phải đi lên để xây chuồng cho cái con này. Không, nó sẽ ngột ngạt và nó chết đấy. Đây là con khủng long đầu tiên của tụi mình, nên tụi mình rất là cưng chiều nó. Còn mấy con kia thì mình không biết. Ok, rồi sẽ đi lên. Nhà khá là cao và đi lên thì khá là lâu luôn. Rồi mình bắt đầu ăn ít thức ăn vào để hồi lại. Cái gì? Ok, giờ bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dây chuồng khủng long ở ngay đây nha các bạn. Đây, ở đây rồi. Đấy, rồi tụi mình sẽ quyết định sẽ chuồng khủng long ở đây và bắt đầu xây. Thì tụi mình sẽ bắt đầu bằng những cái cục đá. Ok, cái gì có rồi. Con chế mấy cái rương chứa vật liệu xây dựng đi. Hồi anh chế luôn nữa mẹ. Mình chế tổng cộng là quá trời rương luôn đó. Mình chế vật liệu xây dựng, bởi vì vật liệu xây dựng thì tụi mình phải ghép rồi. Không thể nào mà tụi mình có thể không ghép được. Gì? Rồi mình phải ghép tầm 7-18 cục. Mình bắt đầu bỏ sắt vào để làm vật liệu xây dựng tiếp theo. Mấy ta? Tuần 7, 7, 8, 8. Không phải 7, 7, 7, 9.
Ok, bây giờ mình sẽ cất cho trường sử dụng dạo. Bây giờ mình sẽ xuống nhà và mình cất hết đồ vào nha các bạn. À bây giờ mình cất mấy cái đồ không cần thiết vô luôn để mình dư chỗ mình còn làm những cái vật liệu xây dựng đó. Ok, rồi, giờ mình bắt đầu xây nha các bạn. Mình sẽ lấy một đống đá này để mình xây xong cái chuồng nha. Cái mod này thiếu rất là nhiều thứ để mình xây chuồng khủng long nên là tụi mình phải ghép thôi chứ. Thường mình ghép ít nữa mà. Kiếm những cái mà tụi mình không có nữa chứ. Cái nào mà tụi mình có là mình ghép làm cái gì. Vật liệu liệu cho cái móc bắt này khá là khó tìm. Nào là sắt này để chúng ta xây những cái hàng rào như vậy các bạn. Rồi mình sẽ kiếm những cách build đẹp nhất cho các bạn nhé. Và đây là cái chỗ vô trước. Rồi bây giờ mình sẽ Khoan, chờ tới. Đừng có sai chúng cái vị trí luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ căn góc mình sai. Ok, bây giờ địa hình chả hiểu sao mà nó bị khá là kinh khủng luôn nên là tụi mình khá là khó mà làm được cái này. Nên là tụi mình phải sử dụng những cái cách được. Okay, rồi gì? Thôi lắp rồi cái gì? Sẽ bắt đầu xây lên. Cô xây sai rồi kìa. Nghéo rồi. U là trời. Nè, xây hai góc này nè. U là trời. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu view cái chỗ này nha các bạn. Đó, đặt mấy chỗ này đi, Hay cái này nó phải cẩn thận chứ. Hay là mình có cái viên cương nên đẹp cũng nhanh hơn phần. Ok, bây giờ mình bắt đầu build ra. Bây giờ trong build ra nó được thôi.
Build sao này nữa chứ. Sai là chúng ta phải sửa luôn rồi. Để lý do tại sao mà tụi mình build lâu phải đá ra luôn này. Tụi mình mất một ngày đầu tiên để gần xây xong cái chuồng khủng long và nó cũng chưa xong. Này thôi chứ chúng ta còn khá là lâu nó mới xong cái chuồng khủng long này. Khá là lâu, lâu quá đái luôn. Ngồi vô coi giờ xây dư hay ô. Cái gì vậy? Được rồi. Cái gì vậy? Anh để dư á. Bà rất cần thiết. Nè. Ơ. Quần què gì đấy. Cái quần què gì đấy anh em. Chết rồi, lại sai rồi. Xây lại gom, xây lại chỗ này nè. Ê, nó sai thật sự luôn. U là trời. Các bạn thấy mình khó quá, mình ăn bánh mì rồi xong mình build nữa. Lấy gì mà lấy sức đâu mà biêu trời. Một bịch gương trong một cái gì 12 nữa. Rồi ở đây. Ra. Người cứ xây lên chỗ này đi. Quên gì thế, nhưng chưa đủ. Yeah, thiệt chứ. Thực sự rất là khó khi mà build cái này luôn á. Ok, phải build cho này. Thôi mình thì không có build giỏi gì hết nha. Mình build cực kỳ xấu luôn. Hay gọi là mình build xấu nhất trong team. Nhưng mà thôi, gì cũng được rồi. Đừng mổ phết. Bớt dình hàng dình đi. Em sẽ cố gắng xài cái này. Cần những cái tốt như vậy. Thời điểm sẽ ra đây. Bị lỗi này. Mấy cái quần ý. Thôi mình bỏ cái giữa luôn. Ở giữa là cái bà cục này thôi. Ở giữa mình sẽ thay một cái đường vô nha mày. Chứ mình không có xây này. Mình sẽ xây ở chỗ giữa này. Thank you.
Đầu tiên là cái này thì ba ô sẽ là đây. Là cút say luôn á rồi. Cũng tốt là nhiều thời gian cho cái bill này. Oh shit. Mình sẽ sai gì? Này cái phần ở dưới đây là hai ô này lên một ô xong lên qua hai ô trời xong mấy cái gì con gì cái gì nó trứng gà mà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Sẽ chế tạo cái hàng rào nó lên. Này mình có thể chế được quá trời hàng rào luôn. No, fuck. Cứ ok được rồi. Mình sẽ thay, mình sẽ sử dụng cái hàng rào nếu mà theo con Allosaurus mình nữa. Ok. Cái gì? Đây là con khủng long thịt đầu tiên vô series nha các bạn. Cũng là con khủng long đầu tiên luôn. Vậy con tiên rất mạnh vậy sao mà cho nó nửa thứ hai vậy? Vậy cái con này nha. Tí anh tìm hiểu chứ. Tìm hiểu thì cũng làm rồi mới làm được chứ nhé. Mà nó nhưng nó ở dưới nước hay là ở đâu? Sẽ có một sợi lập luận không hề dính sát nữa nè. Dù là một chút. Chúng. Ok bây giờ mình sẽ đấy, ok, mình còn có là nhiều hình rào. Chỗ này thì chắc cũng tầm cỡ nhỏ thôi các bạn. Không to lắm nè. Còn thứ hai luôn rồi. Đợi mình tiếp tục xây lên. Gì? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục
trang trí chọn kia chọn làm luôn. Ok. Ok, nghĩ là sẽ chọn nó như vậy. Như vậy. Đấy. Vậy. Như vậy được ha. Ok, cái cửa gì được rồi. Con chừng nói này. Trời, con chừng nè. Không có. Mẹ. Cái đó là cái gì? Con chừng gì? Con chừng gì? Cái nhà mình mà. Điên rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xem là cái chỗ này được chưa nha các bạn. Nhìn cũng khá là ok con dê một tí rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục điêu nhé. Thêm bánh mì vô rồi. Tiếp tục xài trang trí một tí. Ok, bây giờ mình sẽ chạm lại ha. Không, có cách thì mình sẽ làm một khu để người ta ngắm cái con khủng long. Ok này. Cái cách này. Ai cái này cũng khá là nhiều kính. Ok, bây giờ mình sẽ ghép kính nha. Mà đầu tiên là mình phải nó rớt thì để nó cắt để cái sao hỏi. Ok thôi, bây giờ mình sẽ để cái này ở đây đi. Nhìn cũng ok hết. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái hàng rào lại đi. Chưa. Đi rồi nè. Đấy, giờ mình sẽ đấy. Đây, giờ mình sẽ làm như này để mình xem cái chỗ này rồi. Ok. Cái chuồng con đầu tiên thì vậy. Cái nhỏ vậy thôi, còn con thứ hai thì có thể nó to hơn em. Nên là mình sẽ từng chuồng sẽ làm khác nhau, không thể giống. Ok. Đấy. Cái gì? Cái gì ấy? Con làm cái gì ấy? Chết. Giờ mình sẽ làm mình tí nữa lại. Ok. Khá là nguy hiểm luôn. Ok, nhìn cũng có là được ha. Chắc mình sẽ lấy thêm ít tiền nhà nữa. Sức à, tiền nhà là gì ta? Hồi về móc một cho nó để mình lấy luôn nha mày. Để mình lấy cái tay nhện chứ. Nhậm cái mày nhện chứ. Cái mày nhện đâu chợ. Cái mày nhện đâu cơ. Nè đây. Hạ đây cái này tính có bộ. Rồi mình đi giết. Mọi người chỉ nghe mất không đây. Ok, bây giờ mình sẽ bây giờ mình lấy cái này để mình làm cái này giống kiểu mấy cái gai mà để không cho mấy con cuốn ra vậy. Cho nó ngập tí.
có gì được ta. Rồi chắc được. Ok, giờ mình sẽ thêm vài cái này. Mình sẽ lấy tơ nhện này nhé. Tơ nhện nạp la. Tôi có tơ nhện này đập lau dưới chợ. Trong khi đó nếu mà mình không có ký thì mình đập vẫn nhanh chứ nhờ. Tại sao mình đã ui té luôn. Ok rồi bây giờ sẽ xoay lên. Ok. À, mình theo mình thấy thì xài vậy nó xấu vãi luôn. Sẽ không xài vậy đâu. Sẽ xài kiểu khác đi. Rồi, con bút kiếm ảo nha. Gòn mà, chết tụi mau. Sẽ sơn đi ngọc. Chấm cái đường á. Nhưng mà ai cho con, nhưng mà ai cho con chế nhiều vậy? Hả? Này. Một ngày làm một con thôi. Có hơn mấy trăm loại khủng long trong đây là nha các bạn. Nên là tụi mình làm cái series này càng dài tốt. Lại qua ngày tiếp theo nữa. Ngày thứ 7, ngày thứ 8 gì của mình. Chuồng level 1 lên là nó hơi nhỏ nha. Sẽ xây một cái đường thẳng vậy nè. Trời bằng một con bạc. Rồi mình thêm đến một hàng nữa. Làm sao mà nó đưa ra rồi. Ok, let's go. Let's go. Let's go. Thấy bà hơi thấp rồi. Nếu mình có effect CC thì mình sẽ làm nhanh hơn. Ok, rồi thì mình sẽ bắt đầu xây qua nhé các bạn. Ok rồi. Quá là ok là nó rồi. Đây
là cái chuồng đầu tiên nên là tụi mình chỉ xây nhỏ xíu thôi. Đấy, mà nó đã mất thời gian nghỉ rồi. Gần xong chuồng rồi nữa ơi. Dạ, gần xong rồi. Ok, gần xong. Cố gắng sẽ cho xong cái chuồng. Bỏ một ngô ở xay đó mà khoan. Bao nhiêu bên này chứ nhỉ? Để chắc ngược lại anh sao? Phải để ý đâu mà. Chưa nó đỡ xa nha. Fuck nó xin. Oh shit. Một cách một ô thay tiếp cái này. Chắc không sao đâu. Sẽ chưa một ít cây vào đây rồi. Thank you.
mình sẽ đầu xây. Ui, xong rồi đó. Xong chưa không lâu. Cuối cùng xong rồi. Thôi anh lắp lại mấy cái lỗ kia. Ok, bây giờ mình sẽ dọn cỏ bớt nha. Giờ mình sẽ trừ 4 ô để mình trừ ghe. Rồi giờ cũng rộng phết chứ đụng đủ. Ok. Ui chết mẹ, cái chuyến đâu? Rồi xong. À đúng rồi, cái chuyến chung rừng, cái chuyến chung rừng. Chết mẹ, đám tí gì to hành nhưng mà. Đây, Allosaurus. Yeah. Chúng bị xuất hiện. Dù, ok, rồi bây giờ mình sẽ lắp lại. Cho nó ăn, mình sẽ đi đường khác. Yeah, đi đường quyền. Đấy, đây, đây, đây. Đây là con khủng long đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ đã build xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi đường quyền nha. Ok, bắt đầu. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cũng khá là đẹp đấy các bạn. Anh đâu? Không tệ nữa. Có đẹp chữ. Rồi cho này. À, lúc sau đó mới đặt trứng nó vô kìa. Đây nha. Nè con vô luôn. Con có Allosaurus chưa? Vậy mà nói. Nhìn ai? Người chết vậy? Sao cái nè? Thì sao? Gọi giùm sếp. Coi, giờ mình đi ngủ thôi. Let's go. Tiếp theo thôi. Nè. Hiện tại thì cũng ngày thứ 10 trong series đấy các bạn. Dạ, sinh tồn khi tụi mình làm một nhà khảo cổ học. Tụi nó nở kìa. Đâu? Ủa nở nhanh thế. Đây nè. Ok. Nó nhanh. Đây con khủng long đầu tiên nha. Ôi trời ơi, nguyên con gọt spam cho nó ăn luôn kìa. Hảo hết. Nó ăn. Ui, nó lại dí con bò. Oh no. Đẹp phải. Đâu? Ủa này muốn tiêu vậy. Hình như nó chui xuống nước, nó bơi đi đâu rồi. Ôi ôi ồn. Nó là alo mà. Này nó cũng bơi rồi chứ bộ. Ở đây nó này, lắp lại cái hòn này đi. Ai? Rồi để dư như đây thôi. Để cho nó uống nước. Nó đâu? Nè. Thì nó nào ha? Nó cho giờ nó mình đi săn bò nữa. Nó ơi, nay mới cho nó ăn miếng nó to cái này nè. Đâu? Nè. Thâu hơn. Nó to gần bạn đây luôn. Đấy, rất là tê luôn kìa các bạn. Đấy. Ui, nó màu luôn này. Animation cực chất. Coi không biết tấn công mình hả ta? Nó hả cái miệng đớp cái mặt anh thôi chứ có gì đâu. Quậy đẹp thật sự luôn. Nó ăn thịt zombie hả ta? Đây giờ mình review. Nó ăn thịt zombie không? Thịt gì nó cũng ăn hết á. Mày nhìn nó mày. Ơ rồi. Ờ.
con ơi, là con. Đây là con khủng long đầu tiên trong series. Wow, xịn luôn. Wow, wow, wow. Đây con Allosaurus. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái bảng rồi mình đặt tên cho nó lại nha mọi người. Ấy, con cứ ra. Đây, ra, đập block ra thôi. Chứ không là nó chạy ra nữa. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ... Ấy, con vọt rồi. Chết rồi cái bảng nha. Đấy, rồi, đây cái bảng. Ấy, kìa con cứ ra hả? Cái con gì nó mang được hết trơn. Con này ghê lắm. Bữa là thả ra sàn rồi này. Không, cho nó trong chuồng đi. Nó không có chịu nghe theo ý mình đâu. Vô mình thả là nó giết vô. Chứ mình cái đùa. Nhờ cái nước nó hấp xương mà thôi. Hai cái ba thì chắc chúng mình đấm sử. Ok, rồi bây giờ sẽ... Ok, con đi cho nó ăn đi. Để sử dụng một cái tấm biển cho mình. Cứ là người cho nó ăn. Ghi tên cho cái con Allosaurus này. Coi chừng mày mới có đẻ luôn á. Xem, nó còn chưa có chào nữa mà. À, nó cắn chết rồi nè. Ngu rút. Con chỉ cho nó ăn thôi mà thôi. Trời ơi, mua một phải đặt một thang nữa. Đúng rồi. Ok, đúng rồi nè các bạn. Allosaurus. Ok, rất là xịn luôn nha. Đây là con Allosaurus. Đẹp đẹp luôn. Nó xoay cái đùi lên. Cái gì nó cắn chết luôn thiệt luôn á hả? Hả? Nó cắn chết luôn rồi. Không tin anh lên cái bảng kia đi. Mày ngu à, ai chứ xây... Thằng này... Mày ngu à? Xây gì ngu vực cả lời? Xây cái đồ thái. Xây gì bằng cái này? Đập đi. Đập mấy cái này trước đi. Bởi đâu mình nó đã lớn rồi các bạn. Thôi, giờ mình đi săn. Rồi một đống ngàn. Coi chừng vô bị nó đớt chết đấy. Thôi là con hơi là con nó ủi tường được á. Nói tiếng nó ủi tường cho coi nè. Tí nó ủi nụ nở. Siêu thần tượng nó nở nó cười luôn. Là sức bờ idol. Ê cô ao cô. Ồ nó hẹn trái tim rồi. Quét rồi xong. Rớt chết luôn này. Thí bà nội luôn. Rồi trái tim không phải là do mà là nên là rớt thùy lực đó. Hơi chừng. Ui nó rớt lắm. Nó rớt lắm. Nó rớt lắm. Còn nào nguy hiểm quá vậy. Ê cho nó ăn đi. Nó ăn dữ cho nó ăn rồi. Nó lớn hết cỡ rồi đó. Cho con này mà ra cái là hiểu nó làm gì vậy? À, nó cắn tàn sát luôn mình. Chắc nó là chó. Cho nó ít thức ăn nữa rồi. Nó có được, nó không có hồng cá nữa. Em bật đạp mà lắp xuống thì... Ui ôi, nhìn nó kinh dị vô cờ luôn. Những cái đầu nó lòi. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái cây cho nó. Con ăn, cho nó ăn rồi. Nó ăn thịt vô thôi, nó cũng đủ no rồi mà. Ừ, đúng rồi. Cái trường mấy... Nó nữ ra, coi. Thôi, thú lăng mà. Cho lên nó nguy hiểm. Để cái lâu cho nó. Ui, cái gì vậy? Ok, có mầm cây nha các bạn. Ê, còn nhớ cái đi con viên khủng long mà chỉ xin bảo sai á. Nhưng mà anh vứt rồi mà. Sao thân thương nó nên nó kề còn không ngọt bánh món cho nó thôi. Giờ anh phải chuẩn bị một xương. Là... Một xương làm cái gì vậy? Đến dầu chơi á. Trời á luôn. Ngon lại con.
nó không thèm. Xài mấy cái cây cho nó, cho nó đẹp. Nó đi theo con nè. Nó giống bingo đi chơi gôn, không phải để chơi với gôn. Không, để bảo vệ, không phải để bảo vệ gôn. Mà nó đến tới đang cắn đứt gôn. Không, bây giờ nó ăn thịt luôn. Có lũn đít luôn, nó cắn cho lũn đít. Coi ai chạy ra nó có khủng long xây kia. Nó chạy mà nó công tầm kém quá. Nó chạy chặt mấy gôn á. Nó còn nhỏ mà, mai mốt nó lớn rồi cô sẽ thấy thế nào là siêu nhân bản thú. Nó lớn hết mức rồi đó. Nhưng mà nó còn phải lớn bằng cái thứ khác nữa chứ, đâu phải nó chỉ lớn bằng thịt là nó lớn nó cỡ đây. Gọi được, ui mấy tí nó chui ra rồi đó. Sao nó cắn thế này? Ai biết. Yeah. Đây, các bạn có thể nhìn nó rất là to và đẹp luôn á. Yeah, tại vì anh ấy nhiều thịt đó, thích á, nhiều cái đều mà tại của vụ. Đừng có đặt block nó quá, tùm lum tùm la hết nè, đào hết đi, đào mấy cục này ra đi. Đào có một đống thịt heo. Nhưng cho nó ăn quá trời, không biết nó hiện trái tim rồi, nó bớt cắn gương lại nữa. À, nó có cắn rồi nữa. Thì nó bớt rồi. Ui trời, xong. Để này đã nói mà. Các bạn có thể nhìn thấy, trời ơi, nó to như một con siêu nhân. Trời ơi, con siêu nhân luôn. Thôi, câu khác, câu tiếp. Tiếp. Cái gì? Hả? Tiếp cái gì? Ngày mà con không có. Ừ. Mừng đi, nhìn đi nè. Ok, bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn. Cái dù cũng lòng. Ngày mai nó là cắt đi. Coi chừng thả Terano vô đâu quá lỗ không? Alo chắc chắn Alo thua rồi. Alo thua là cái chắc. Đây cái chuyện cũng là đầu tiên. Cũng nhảy vô cái chỗ. Và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và mình là LC. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của series nhé. Và tập này thì tụi mình chỉ tập trung vào xây chuồng khủng long và chủ như là biến dạng con khủng long thôi. Rồi bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.